Đâu, bây giờ đi khui thử bánh phồng sữa này, vẫn còn nguyên này, thử ra xem nào. Bánh phồng sữa Hoàng Dung, trời ơi, nó to quá trời quá đất mà họ cuộn bé lại luôn này. To, hai cái đều to như nhau nhé. Này, hai cái này. Khui em thử xem nó thế nào nhỉ. Nhưng mà thôi, hạn sử dụng nó ở 3 tháng ở cái đoạn nào ấy nhỉ? Ô, hạn sử dụng ở đoạn nào ta? Chết cả rồi. À, đây hạn sử dụng đây. Đến tận 26 tháng 6 năm 24. Lâu đấy. Cái này cũng 26 tháng 6 năm 24. Làm tí ăn cho đỡ buồn nhỉ. Tí nó không ăn phải lấy cái gì buộc lại không mà chết dở luôn, nó cứng luôn ấy. Ăn thử xem hương vị có giống như ở cái hồi 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 ngày xưa ăn không? Chắc nó vẫn vậy. Đây là sầu riêng. Giá như mỗi một lớp bánh nó có một cái lớp màu nhỉ. Ừ đúng rồi, mỗi một lớp bánh nó có một cái này. Có một cái lớp ni lông để ngăn cách. Đây, mình sẽ làm một cái ăn cho đỡ buồn. Làm một cái ăn cho đỡ buồn. Còn cái này gấp gọn vào để cho nó đỡ bị hỏng. Mi anh nhìn này, bánh ngon không? Này, nhìn này, Mi, bánh này, ăn thử không? Ngon cực. Mi này khó tính lắm, không thích ăn đồ lạ đâu. Tí lấy cái dây bốt buộc lại. Hơi đắng đắng. Ốc gì mẹ? Không ngọt. Không ngọt là tốt. Cái ngọt con mày chết dở luôn. Nhưng mà sao nó cứ nhặng nhặng đắng nhỉ? Không, 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 không. Thật sự là đắng lắm. Nó chỉ hơi hơi đó, hơi hơi. Cái vị sầu riêng là ăn không có giống như ở bánh phồng sữa, vị sữa. Không nghe mùi sầu riêng. Ta nhìn mẹ à? Khóc cứ nhìn. Nói chung là hơi buồn. Ăn nó chẳng giống hương vị ngày xưa.
Ngày xưa nó bùi nó thơm ngon. Gọi là ăn cho đỡ buồn. Chính là chỉ vị sữa là ngon, chứ vị sầu riêng ăn không ngon. Như thời ngày xưa là nó không có một cái lớp ni lông để ngăn cách giữa tờ này với tờ kia. Còn kiểu mới bây giờ là có, như mọi người vừa nhìn đấy, là có một lớp ni lông ngăn cách giữa tờ bánh tráng này và tờ bánh tráng kia. Chọn sầu riêng cho ngon mà. Anh chẳng có sầu riêng không? Này thực ra ăn chơi thôi. Ăn quay live stream vội vàng này. Nhai mỏi ra ngon đấy. Lúc đi làm công ty nhá. Còn mang cái này đi. Ăn cái này mọi người tưởng ăn giấy. Nhưng mà có người đâu, đây là bánh phồng sữa. Cứ nhìn mẹ ăn rồi nói. Nhặng đắng, không đắng hẳn, lại cứ nhặng nhặng. Nói chung là không ngon lắm, ăn quanh này. Chót mua thì phải ăn quanh. Bye bye mọi người.